Chuyện tù cải tạo của Phó Tổng Thanh tra Ngân hàng Quốc gia. Tác giả Trần Đỗ Cung. Một bạn thân ở Montreal, Canada vừa gửi cho tôi cuốn pháp ngữ Souvenirs and Pensées, viết bởi bà bác sĩ Nguyễn Thị Đảnh và được bác sĩ Từ Uyên chuyển qua Việt ngữ. Bạn lại khuyến khích tôi nếu có thì giờ thì chuyển qua Anh ngữ theo sự mong muốn của tác giả. Sau khi đọc, tôi thấy đặc biệt ở chỗ tù cải tạo này là một chuyên viên tài chính ngân hàng, khác hẳn trường hợp thường thấy của các sĩ quan trong quân lực. Ông Thảo bị đày đọa 6 năm rưỡi trời để hy vọng moi các hiểu biết của ông về tài sản ngân hàng quốc gia. Bà bác sĩ Đảnh nay định cư tại Oslo, Na Uy, là một phụ nữ miền Nam, Tây học. Phu quân Đỗ Văn Thảo cũng là người Nam, sinh ngày 21 tháng 8 năm 1927 tại Gò Công. Sau khi tốt nghiệp đại học tại Pháp, ông Thảo đã về làm việc tại Ngân hàng Quốc gia Việt Nam từ tháng 4 năm 1955. Ông đã giữ chức giám đốc nha ngoại viện, rồi phó tổng thanh tra ngân hàng quốc gia cho đến ngày 30 tháng 4 năm 1975. Ông bị đi tù cải tạo tháng 6 năm 1975, rồi bị lưu đày ra Bắc cho đến tháng 9 năm 1980. Đến tị nạn chính trị tại Bergen, Na Uy tháng 12 năm 1981. Ông tạ thế tháng Giêng năm 2001 tại Oslo, Na Uy vì trụy tim. Câu chuyện bà bác sĩ Đảnh kể lại về sự tù tội Việt Cộng của Đức Lang Quân cho thấy đặc biệt có ba khía cạnh. Là người Nam thuần túy, là chuyên viên được huấn luyện công phu và chưa bao giờ liên quan đến quân đội. Nhưng Việt Cộng đã hành xử như quân xâm lăng, cầm tù những chuyên viên rồi vơ vét của cải đem về như phát xít Đức quốc xã khi tiến vào Paris. Sự thiển cận của họ đã đưa đến sự kiệt quệ tột cùng, cho đến bây giờ vẫn chưa ngóc đầu lên ngang hàng với các nước lân bang. Nay mở miệng mời chào người Việt nước ngoài trở về đem chất xám giúp nước thì thử hỏi có nghe được không? Câu chuyện do bà Đảnh kể lại trong thời kỳ gia đình bị kẹt vì lỡ chuyến ra đi của tàu Việt Nam thương tín. Những ôn tưởng chỉ được ông Thảo thỉnh thoảng nhắc đến vì ông không muốn trải qua một lần nữa những hình ảnh dã man mà ông đã trải qua. Bà hết sức căm nước Pháp đã hùa theo Việt Cộng chỉ vì thù Mỹ đã không giúp họ xâm chiếm lại xứ Việt Nam trù phú sau khi Thế chiến II chấm dứt. Bất hạnh cho Việt Nam, trong khi Cộng sản Nga Hoa chỉ ngầm giúp Hà Nội, thì Mỹ ồn ào đổ quân vào làm mất chính nghĩa của chúng ta, đã bị nhóm Thiên Tả và Cộng sản cơ hội bóp méo thành chiến tranh chống Mỹ cứu nước. Bà viết để vinh danh những ai đã trải qua địa ngục trần gian tù cải tạo Việt Cộng, và cũng để nói lên lời an ủi tới những ai đã bị phân tán ra bốn phương trời, làm cho không những mất gốc mà còn mất cả cá tính nữa. Bà cùng gia đình bị kẹt lại trong cư xá sang trọng của ngân hàng, nằm trên đường nhỏ hướng ra cầu xa lộ mới. Bà thấy rõ sự chiến đấu dũng cảm của một trung đội nhảy dù với 20 binh sĩ chỉ huy bởi một thiếu úy trẻ măng có vẻ mới ra trường. Nhìn các quân nhân rắn chắc, nét mặt kiêu hùng và người chỉ huy thiếu úy trẻ nhưng chững chạc, bà đã chia sẻ đồ ăn với họ và có cảm tưởng đã cùng họ chiến đấu. Cuối cùng, tất cả quân sĩ đã bị hy sinh một cách tức tưởi. Bà nói, ai dám bảo là quân ta không chịu chiến đấu? Trong khi ấy, những phát súng lẻ tẻ của du kích mặt trận giải phóng quấy rối giữa những tiếng nổ đại pháo. Ngoài đường, một sự hỗn loạn không tưởng tượng được khi bọn hôi của nhào vào các nhà vắng chủ
và du kích Việt Cộng ngày càng hung hăng tàn ác. Rồi ông Thảo phải ra trình diện theo lệnh của quân quản Sài Gòn. Ông thật thà nghĩ rằng vì vợ chồng ông là các chuyên gia thuần túy nên chính thể mới sẽ cần đến những bàn tay xây dựng lại quốc gia. Ông nói với vợ rằng nếu họ không ưa chúng ta thì họ cũng không thể xử tệ với chúng ta. Họ không thể giết hết tất cả. Một Pol Pot đã làm như vậy, nhưng họ đã thấy là không có lợi gì hết. Tuy nhiên, Việt Cộng đã làm những việc tệ hại hơn nhiều. Chúng tôi không hiểu rõ cái thực tế của Cộng sản. Chúng tôi đã nuôi ảo tưởng rằng Cộng sản là một sắc tính cao đẹp. Song đem cái sắc tính ấy vào đời sống con người bằng võ lực đã làm mất hào quang lý tưởng và thơ mộng. Và như vậy, nó trở nên tầm thường, bẩn thỉu, ích kỷ và man rợ. Ngày 15 tháng 6 năm 1975, bà Đảnh đã chở ông Thảo và các con trên chiếc xe VW Variant đến một ngôi trường bỏ không gần sở thú. Ông gặp một bạn cũ cùng đi trình diện nên thấy đỡ cô đơn hơn. Khi chia tay, tôi nhìn thấy trong ánh mắt anh ấy sự tiếc nuối, lo âu và tình yêu đậm thắm. Anh chưa biết rằng sự chia tay này kéo dài cả hơn 6 năm rưỡi trời. Ánh mắt sâu thẳm ấy theo tôi mãi mãi ngày đêm và không bao giờ tôi quên được. Hầu hết các gia đình đều chịu hoàn cảnh như vậy, không cha, không chồng. Tôi may mắn thuộc thành phần không làm điều gì sai quấy và được đồng sự mến. Không phải loại có nợ máu lớn với nhân dân nên được gọi đi cải tạo trong một tuần lễ. Rồi xảy ra việc vơ vét toàn diện. Tại bộ giáo dục cũ, không một cái gì là bị bỏ sót. Cục tẩy, cái bút bích, giấy, tập vở đều bị thu gom chở về Bắc trên các xe vận tải nhà binh đầy ắp. Những cán bộ miền Nam thấy bất bình. Chúng ta bây giờ thống nhất, vậy của cải miền Nam phải được để lại miền Nam, vì ở đây cũng cần các phương tiện để xây dựng lại chứ. Bà nói, khi tôi nghĩ đến những đứa con miền Nam đã gia nhập mặt trận giải phóng miền Nam, tôi không khỏi khinh bỉ và tội nghiệp. Một số ít có thể là những người yêu nước thật sự, tuy nuôi một lý tưởng ngu đần để bị Việt Cộng sập bẫy. Họ đã làm gì để giúp đỡ quê cha đất tổ? Hay là giúp tay xa lìa sự trù phú, sự phồn thịnh và cả tự do nữa? Các cán bộ Cộng sản thường vào tư gia mượn những thứ cần dùng. Họ được đối xử tử tế, nhã nhặn. Nhưng một hôm, một cấp chỉ huy vào nhà. Bà lịch sự rót một cốc nước mát mời, thì ông ta túm lấy vai đứa con trai nhỏ, bắt hút một ngụm nước. Tôi đâu có ngu gì mà đầu độc họ ngay tại nhà tôi. Họ ra vào nhiều lần, và tôi cảm thấy họ muốn cái gì. Có lẽ muốn cái nhà của tôi. Ý tưởng đào thoát manh nha trong đầu tôi. Với sự hiện diện của báo chí và những quan sát viên, nên Việt Cộng còn tỏ ra dè dặt, không dám ra mặt tham lam áp chế dân chúng. Cũng may là chẳng bao lâu sau, cả đoàn quân Cộng sản bị chuyển qua Cao Miên. Một tháng sau khi trình diện học tập, cải tạo, không thấy một ai được về nhà. Cậu con trai lớn luôn luôn đạp xe quanh ngôi trường mà cha cậu trình diện thì thấy vắng tanh. Khi đem người trưởng gia đình đi thì tạo ra một không khí bất an và đạt được hai mục đích. Vô hiệu hóa người chồng, người cha và cùng một lúc kiểm soát được mọi người trong gia đình. Nhiều gia đình chỉ trông cậy vào đồng lương cha chồng đem về hàng tháng thì bây giờ túng quẫn. Và sau hai lần đổi tiền, những người giàu có nay thành nghèo và những ai đã nghèo nay lại càng sơ sát. Sau một tháng quy định, chẳng ai được trở về. Thỉnh thoảng có một vài người
có lẽ thuộc loại có móc nối hay không nợ máu thấy lẽ tẻ trở về. Một người quen cho biết là chồng bà bị chuyển tới trại Long Thành. Một loạt xe vận tải nhà binh đến chở các tù nhân đi. Họ không biết là đi tới đâu. Trong đêm tối, đến một khu rừng mà họ không biết là Long Thành và bị lùa vào mấy gian trại bằng tre lá và lèn chặt như cá hộp. Ngay sáng hôm sau, tù phải bắt tay xây cất các trại giam khác cho những người tới sau. Có cảm tưởng là Việt Cộng không có kế hoạch gì cả, chỉ thực hiện theo nhu cầu xảy đến và tù nhân phải dựng lấy trại giam cho mình. Mục tiêu quan trọng lúc đó là gom lại và vô hiệu hóa các thành viên của chế độ cũ. Mục đích thứ hai là cách ly quân đội với hành chính. Các cấp hành chính do cán bộ canh giữ, còn các quân nhân bị đặt dưới bộ đội và các sĩ quan Việt Cộng canh chừng. Chỗ nào cũng là rừng, nên không ai biết được bao nhiêu trại tù rải rác ở đâu. Mỗi nhà giam có thể lèn chừng 50 tù. Mỗi người có được chừng 80 phân để nằm ngủ ngay trên mặt đất. Về đêm, phải chịu hơi lạnh của núi rừng, và khi mưa phải chịu ướt át. Bà hỏi chồng có nhớ đến cái mùng mà anh cẩn thận gói theo. Anh nói, trong hoàn cảnh ấy, mùng đâu có ích gì. Và một anh bạn khéo tay đã giúp cắt ra, may thành một áo trấn thủ dày dặn với nhiều lớp vải mùng khiến cho anh qua được cảnh rét mướt. Mỗi đêm có điểm danh trước khi cho vào đi ngủ, sau khi cán bộ đã khóa chặt nhà tù. Đồ ăn thật đơn sơ, nhưng còn có gạo nên không bị đói. Cơm được nấu trong các chảo to nên có nhiều cháy, là một món ngon mà đứa bé con cô cán bộ nhà bếp luôn luôn chầu chực. Nhà tôi sực nhớ đến đứa con nhỏ ở nhà mà lòng bồi hồi xúc động. Vấn đề nước khó khăn vì chỉ có mỗi một cái giếng và khi lao động về phải sắp hàng tắm rửa. Những người lớn tuổi chậm chân nên đến lượt mình thì đã tới giờ điểm danh trở về phòng nên không bao giờ được dùng nước. Tù phải viết bản báo cáo mỗi ngày, nói rõ những gì bản thân họ đã phạm trước kia và những gì cha hay thân nhân họ đã làm. Này mới thấy sự ích lợi của các cây bút bích. Các bản báo cáo trở thành ác mộng của tù nhân. Viết ít chừng nào, tốt chừng ấy, và phải nhớ những gì đã viết để có thể viết lại những báo cáo sau. Ý đồ của quản trại là bắt tù từ bỏ niềm tin, chối bỏ lý tưởng và gia đình, khinh rẻ chế độ cũ và chửi rủa các cấp lãnh đạo cũ. Thật là khó khăn cho những ai thẳng thắn với những nguyên tắc có sẵn hay những người bản chất hiền hòa không biết chửi bậy. Song viết ngắn quá cũng bị nghi ngờ là thiếu thành thật và tù bị gọi lên hạch hỏi đủ điều, chữa đi chữa lại. Kết quả là tù phạm tội nặng hơn để rơi vào bẫy sửa sai không ra thoát. Có lệnh cho đi thăm tù. Những người như bà Đảnh là công nhân viên phải có giấy phép của cơ quan ghi rõ lý do nghỉ phép và chỉ được đi đem theo tối đa 5 ký thực phẩm và mỗi gia đình chỉ có 3 người được đi thăm. Với 4 đứa con, đem đứa nào đi để đứa nào lại? Trong khi thăm chồng phải ngồi hai bên bàn dài cùng những người khác, có cán bộ đứng đầu bàn lắng nghe. Phải nói to, không được dùng ngoại ngữ. Vợ chồng trao đổi những vấn đề sức khỏe và kinh tế gia đình, bán chắc quần áo cho các bà miền Bắc, bây giờ ham chân diện lắm. Khi hết giờ thăm, tù đứng dậy nhặt gói quà trở về nhà giam. Có người còn bị mắng vì ôm hôn người thân hay căn dặn thêm vài điều. Trong phòng, những tiếng òa khóc nổi lên như sóng gió trong cơn mưa bão. Tôi cố nhịn khóc, nhưng khi về đến nhà, vào phòng, tôi bật khóc lệ tràn như suối.
Từ tháng 10-11 năm 1976, bà Đảnh không nhận được thư nào của chồng nữa và biết là chồng không còn ở Long Thành. Từ nay gửi thư cho anh phải qua một địa chỉ mới tại hòm thư A40 Khám Chí Hòa. Thư từ quà bánh tối đa 3-5 kg phải gửi qua một địa điểm ở một ngôi trường không sử dụng nữa. Hai đứa con lớn phải đi thi hành các nghĩa vụ công ích không lương. Tối phải tạm trú tại những chỗ nào tạm che mưa nắng. Đã có dấu hiệu chống đối ngầm trong giới trẻ. Nhưng chúng bị răng đe, phải cố gắng theo chỉ thị thì cha anh mới được mau chóng tha về. Thật là xảo trá, lợi dụng lòng thương xót cha anh để ép chúng phục vụ. Một ngày đen tối nhất của tháng 10 năm 1976, các tù được lệnh đổi trại giam. Đây là lúc cán bộ lục lọi khám xét thủ tiêu mọi chuyện. Chồng tôi ghi chép nhật ký trong một cuốn sổ tay nhỏ, hầu mong kể lại cho con những điều đã trải qua. Anh đã vội vã thủ tiêu cuốn sổ. Tù được chất trên các xe vận tải, tay xích người nọ với người kia. Sau hàng giờ đi vòng vo, họ bị lùa xuống hầm tàu thủy và chân bắt đầu bị khóa. Tàu đi ngang qua một khu mà nhìn qua lỗ hổng hầm tàu, anh nhận ra cây cầu gần nhà. Nơi đây vợ con đang ở, rất gần anh, nhưng xa, xa lắm. Nước mắt anh dâng trào, không biết đang đi về đâu. Chừng 7 tháng sau, cái địa chỉ kỳ quái Chí Hòa, có một người tới gặp bà Đảnh nhưng không dám vào nhà. Ngó trước ngó sau, phải trái, rồi anh vội nói. Chồng chị đang bị giam tại miền cực Bắc. Tôi cũng bị giam ở đó, nhưng vì vợ tôi là người Đức nên đã nhờ tòa đại sứ Tây Đức can thiệp. Mắt tràn lệ, anh nói tiếp. Chị biết chúng bắt tôi và anh làm gì không? Ngày ngày gánh phân bón rau, và đó là việc nhẹ dành cho người yếu sức. Bà bật khóc thảm thiết, ngồi bệt xuống vệ đường, rồi anh bạn bỏ đi thật nhanh để khỏi bị nhòm ngó. Chồng tôi chẳng phải là một ông lớn tại miền Nam mà cũng không phải là các tướng lãnh uy quyền. Nhưng anh thuộc loại có thể khai thác được. Họ muốn biết vàng, đô la hay các kho tàng của miền Nam chôn giấu ở đâu. Họ hạch hỏi khai thác bắt làm việc đều đều, nhưng cho là không thành khẩn khai báo nên đẩy ra miền Bắc cộng sản. Hầm tàu chật chội với các chất thải vệ sinh của tù nên tạo ra một mùi hôi hám khủng khiếp không tả nổi. Hành trình rất dài, không ai nhớ rõ. Sau cùng cũng tới, hình như Hải Phòng, và chuyển lên các xe tải, chân vẫn xiềng xích. Xe chạy qua một số làng xóm, dân làng đua nhau la ó chửi bới, và mọi người biết đây là đất địch. Có các bà chửi, đồ tàu phù khốn kiếp. Thì ra họ tưởng là tù binh Trung Quốc. Cán bộ la to, đây không phải là tù binh Trung Quốc. Nhưng họ cũng không dám bảo là tù miền Nam, vì họ sợ phản ứng của dân quê thật thà, thương hại hay cùng chia sẻ nỗi đau buồn. Đêm tới thì đến một ven rừng bát ngát. Tù được tháo cùm và lùa sâu vào rừng rậm. Đi bộ dăm 7 cây số và đến một hàng rào bao quanh một số trại. Các cán bộ vào trại để mặc tù lo liệu chỗ ngủ qua đêm. Sáng hôm sau, tù bỏ tay vào xây cất lấy trại tù cho chính mình. Đúng 31 tháng Chạp dương lịch, các gia đình tù nhận được một món quà chính thức cuối năm, một lá thư của thân nhân đang bị giam tại trại Bắc Thái. Ông Thảo không gặp lại những bạn tù Long Thành và phải bắt đầu làm quen với các bạn tù mới. Tù được lệnh trao cho một cán bộ gái tất cả tài sản, đồng hồ, bút máy, nhẫn vòng tay,
dây chuyền và tiền mặt để được liệt vào một cuốn sổ ghi tên sở hữu. Ông Thảo nhất định không đưa chiếc nhẫn cưới với lý do vì lâu ngày không kéo ra được. Sau khi dùng xà bông mà cũng không xong thì họ văn tục và thôi không thử tháo nữa. Ông nói dù họ có cố rút ra nhưng nếu ông cố ý giữ thì cũng vô hiệu vì ông nhất định không rời cái nhẫn cưới mà ông coi là tượng trưng quý báu. Ban quản trại đều là người Bắc khắc nghiệt và khó tính. Tù thấy luôn luôn bị theo dõi sát nút. Báo cáo hàng ngày bị phân tách kỹ lưỡng, thảo luận và bị phê bình. Các cán bộ hung dữ và lòng quyền, không ngớt tỏ ra là người chiến thắng. Nhưng đừng lầm tưởng họ thèm muốn những gì chúng ta có. Họ thấy chúng ta giỏi hơn họ trên mọi phương diện. Họ luôn khiêu khích, nói xiên nói xỏ, đả kích chê bai và phê bình. Và đây là tình trạng khủng bố tinh thần kinh khủng. Về phương diện vật chất, vì quá đông người nên trong phòng một tiếng động nhỏ cũng vang âm. Một tiếng ho, một cái hắt xì cũng khiến một số tù nhân thức giấc. Nhiều bạn tù trong cơn ác mộng đã rên la gào khóc. Không ai quên được một bạn già cỡ 60, quá vợ với đứa con thơ dại, nên đêm đêm nức nở khi đi ngủ. Thương xót đứa con bỏ lại miền Nam không ai săn sóc. Giếng nước duy nhất rất gần trại nên phải nấu sôi để uống. Chồng tôi làm công tác hôi thối gánh phân nên cần tắm rửa mỗi chiều tối. Nhưng nước lạnh cấm khi xối lên người thì da đỏ ửng. Anh còn đùa rằng thật may là da và phổi còn tốt. Nhưng cái đói thật là kinh khủng. Khi còn ở miền Nam thì nắm cơm còn thực là nắm cơm đầy đủ gạo. Ở đây, cơm phải trộn những hạt bo bo, vỏ thật cứng, thường phải xay ra để cho súc vật ăn. Một số lớn không muốn hy sinh bộ răng cấm, nên phải ngồi nhặt các hộp bo bo ra để chỉ còn lại được một muỗng cơm trong bát cơm độn. Nhiều người bị lủng củng, tiêu hóa và bị tháo dạ. Cái đói thật khủng khiếp, ngày đêm làm cho con người bất sáng suốt, giảm ý chí và mất óc phán đoán. May mắn là cả bốn đội trưởng đều là bạn thân của em tôi. Nếu không nhờ các bạn đó và các y sĩ đồng nghiệp của tôi giúp đỡ, thì chắc gì anh đã sống đến ngày được thả. Tôi cố tìm hiểu vì sao mà anh bị giam giữ lâu thế. Phải chăng anh đang được nhiều bạn tù cảm mến nên anh bị giữ lâu? Anh luôn luôn được gọi lên yêu cầu hợp tác để giúp trại sinh hoạt tốt. Nếu nhận lời thì sẽ được cấp phần ăn như cán bộ, được miễn lao động và hưởng nhiều ưu đãi. Nhưng anh đã từ chối và bị giam giữ lâu hơn. Đầu tháng 9 năm 1978, ông Thảo gửi thư về cho biết quản trại đã phổ biến tin cho thân nhân đi thăm và tù được nhận thực phẩm. Ông cũng dặn, nếu muốn ra Bắc thì liên lạc với một bà gốc Bắc có chồng cùng bị giam giữ với ông. Bà này biết rành Hà Nội và biết rõ manh mối chạy chọt giấy tờ di chuyển và cũng biết cách xoay sở vé xe lửa khứ hồi. Và từ nay bà Thảo biết cắt mánh khóe luồn lọt thật mất thì giờ, khó khăn và tế nhị. Tất cả các sự việc đều có thể mua bằng tiền, chạy đúng chỗ và không để lộ ra vì hối lộ là một trọng tội. Đối với bà lại còn khó khăn hơn, vì trước kia đã phục vụ ngụy quyền và chồng đang bị tù cải tạo. Mãi mới xin được giấy phép nghỉ, nhưng chưa biết cách nào đi. May thay có một ông bạn có cô em trước làm tiếp viên phi hành cho Air Việt Nam cũ và nay còn được lưu dụng bởi hãng Việt Nam Airlines mới chưa có ai đủ khả năng thay thế. Cô này rất tháo vát và đã kiếm cho bà một vé máy bay vào tháng 11. Khi ra máy bay với sách đồ ăn khô, cô ta đã giới thiệu là dì ruột và đưa bà lên máy bay,
căn dặn là đừng tỏ ra sợ sệt quá. Khi đã lên máy bay, không ai biết được là mình không có quyền sử dụng máy bay. Và khi về thì đã có người cho phép đi nên không có ai dám cản trở về. Khi đến phi trường Gia Lâm nhỏ xíu, bà lên xe quân sự chờ đón khách. Bà gọi một xe xích lô đạp về nhà cán bộ giáo dục trẻ Sơn mà bà được bà thủ trưởng Sâm giới thiệu. Cha mẹ Sơn đều là giáo sư đại học, tiếp bà ân cần và thông cảm. Họ được ở ngôi biệt thự cũ gần hồ Hoàn Kiếm, tuy chỉ được sử dụng có một căn phòng với một cầu tiêu lối cổ. Ông đã cơi lên một gác xếp làm chỗ ngủ cho ông và con trai. Tối đến, họ dẹp bàn ghế vào tường và trải một chiếc chiếu rộng dưới sàn cho bà mẹ, cô chị dâu, cháu gái nhỏ và tôi nằm. Trong khi tôi thao thức vì sắp gặp chồng sau hơn 2 năm xa cách thì ai cũng ngủ ngon lành. Khi đợi người hướng dẫn đến bằng xe lửa phải mất 3 tuần lễ, bà đảnh ra phố quan sát thấy các nhóm người bán đồ lậu. Cái gì họ cũng có, phần nhiều là các gói nhỏ, đường, trà, cà phê, bao thuốc lá và các thỏi sô-cô-la nhỏ đựng trong các túi xách. Bà mua các gói kẹo sô-cô-la vì mang từ Sài Gòn ra không tiện. Họ nói mua gì cũng có trữ tại nhà và trả tiền xong là hôm sau họ sẽ giao. Người hướng dẫn cho bà đến nhập bọn ngủ đêm để sáng hôm sau ra ga lúc 5 giờ cho kịp chuyến xe lửa Đông Bắc. Người đông như kiến, chen lấn lộn xộn và tôi cùng bà chiếm được 2 chỗ trên bực ngoài toa cho đến sau khi qua nhiều ga xếp mới mò vào được bên trong để ngồi xẹp xuống sàn tàu đầy rác, đỡ nạn bụi khói và mưa phùn giá lạnh. Từ rạp xe lửa đi đến vùng Bắc Thái phải dùng xe bò. May thay, bà hướng dẫn đã nhanh nhẩu quá gian được một xe chở dầu nhà binh với tiền thù lao nhỏ 20 đồng. Đến ven rừng phải thuê một xe bò tới trại giam qua một con đường gập ghềnh với giá 15 đồng một người. Tới cổng trại, một căn nhà lợp tranh, thì cán bộ xét giấy và cho 2 người một vào ngồi đợi ở một cái bàn nhỏ chữ nhật. 20 phút sau, thân nhân được dẫn ra, yếu ớt, thân hình tiều tụy, xác xơ, trông thật đau lòng. Cán bộ đứng ở đầu bàn và phải nói to cũng như không được dùng ngoại ngữ. Tôi không biết được gặp anh bao lâu, nhưng mục đích tôi là xin phép anh đưa các con trốn khỏi nước. Tôi có bổn phận báo cho anh biết là phải liều lĩnh như tự sát vì chừng 50% đến được bến tự do. Nhưng làm sao để không cho cán bộ biết? Tôi nghĩ cách nói là mẹ con muốn đi vùng kinh tế mới, thì anh xúc động hỏi lại, bộ chúng không đủ ăn sao? Bà chậm rãi trả lời, chúng muốn làm lại cuộc đời mới và gặp lại 2 bà dì đã đến đó trước rồi. Ông Thảo suy nghĩ rồi chợt hiểu là chị và em tôi đã định cư ở châu Âu từ lâu và dặn dò. Đừng để cho các con bơ vơ, em phải đi với các con còn quá nhỏ. Chúng tôi chuyện trò đủ chuyện Sài Gòn trước đây, nhà cửa, tình trạng gia đình thân nhân nội ngoại. Và anh không thổ lộ gì về hoàn cảnh của anh và số phận hiện tại. Sau 1 giờ thì cán bộ thổi còi chấm dứt thăm nuôi. Các tù nhân đứng lên lượm gói quà và sắp hàng về phòng giam. Chồng tôi ôm tôi và thì thầm, em phải đi với các con và như vậy trong tương lai có thể dễ tìm lại nhau. Lần thăm nuôi chỉ có 4 người đi thăm khốn khổ, không một lời phản kháng hay thất vọng. Nước mắt có chảy cũng trong thầm lặng. Nơi đây hy vọng còn ít hơn ở Long Thành. Rã rời, tôi có cảm tưởng như sống những giây phút cuối cùng và tôi không còn biết tôi là ai nữa. Nếu tôi ra đi cùng các con, thì rồi đây ai săn sóc anh?
và biết có gặp lại nữa không. Chiều về tới Hà Nội, tôi e họ sẽ không cho tôi ghi vé trở về. Cha anh Sơn chở tôi bằng xe đạp ra trạm hàng không. Họ hỏi tôi đủ điều, lý do đi thăm, trú ngụ ở đâu, thấy thủ đô ra sao và đã đi thăm lăng Hồ Chủ tịch chưa. Tôi phải vui vẻ tỏ ra mãn nguyện và phải chấp nhận bất cứ cách giả dối nào để về với các con tôi. Tôi đã thành công và được về trên chuyến bay 2 ngày sau. Còn hơn 1 ngày, tôi mướn một xe xích lô đi một vòng quanh Hồ Gươm. Hồ quá nhỏ, nước đen ngòm mà mùi hôi thối xông lên nồng nặc. Không thấy dấu hiệu hư hại vì oanh tạc, chỉ có cây cầu đu me và đôi chút ở một bệnh viện mặc dầu họ tuyên truyền ầm ĩ là bị phi cơ hủy hoại. Tôi đã nói dối ở trạm hàng không. Tôi đã không đi thăm lăng chủ tịch mà chỉ đi xích lô phớt qua. Không có gì đặc sắc, chỉ là một kiến trúc lạc loài bê tông cốt sắt với các cột lạnh lẽo như trong thời cổ. Hà Nội, một thành phố cổ kính thì nay đã tiều tụy, không được coi như một bà già mà là một đứa con nít thiếu dinh dưỡng lâu ngày. Bụng ỏm, đít eo, chân tay khẳng khiu, mang chứng bệnh còm cõi và già nua sớm không phương cứu chữa. Tôi không muốn những ai đã rời Hà Nội năm 1954 trở lại để thấy sự điêu tàn khắc nghiệt vì tiền của nhân lực đều xung vào chiến tranh. Cha mẹ Sơn cũng như người hướng dẫn tôi đều hình như thổ lộ là họ đã sống qua ngày hướng về miền Nam. Nhưng nay miền Nam đã sụp đổ, thế là hết cả. Cuộc viếng thăm rất có kết quả vì tôi đã nói được với nhà tôi một điều cần thiết. Và tinh thần nhà tôi hình như đã vững hơn, bắt đầu yêu đời hơn và thấy hy vọng. Bà Đảnh đã đưa 4 đứa con vượt biển ngày 1 tháng 5 năm 1979, lợi dụng sơ hở vì mãi liên hoan ngày lễ. Cả gia đình lên đên trên biển cả thì gặp một chiếc tàu chở dầu Na Uy vớt. Vì vậy, khi ông Thảo được thả về thì nhà đã mất và phải tạm trú nhà bà chị. Ông bị các đè ép từ các cơ quan công an phường, quận. Không có hộ khẩu, nghĩa là không được phiếu mua thực phẩm và các đồ lặt vặt như thuốc đánh răng. Phải luôn luôn trình diện và đẩy đi vùng kinh tế mới. Nhưng nếu xa Sài Gòn thì làm sao có được tin tức, nên ông đã chán nản, nghỉ liều đi trốn. Bà Đảnh phải nhắn về xin yên tâm, đừng liều mạng, vì đã có chương trình bảo lãnh và cao ủy tị nạn đã đặt thêm một văn phòng ở Sài Gòn. Bà gửi về các giấy tờ cho nhiều nơi để khỏi thất lạc. Cuối cùng, sau nhiều lần chạy chọt khó khăn và nhiêu khê, ông Thảo đã được giấy phép xuất cảnh. Bà Đảnh nói, không chối cãi việc Việt Cộng đã trả lại người thân cho chúng tôi. Nhưng họ đã ra sao khi được thả? Một số đông đã chết như anh đội trưởng giúp đỡ tận tình bạn tù. Anh chết tức tưởi trong tuổi hoa niên của cuộc đời. Qua hành hạ thể xác độc địa nhằm triệt tiêu nhân phẩm, Việt Cộng không tàn phá nổi thể xác nhưng đã để lại trong tâm hồn tù nhân nhiều rạn nứt in hằn. Lập trường chính trị, tín ngưỡng, lòng yêu nước không bao giờ xóa tẩy được. Bà Đảnh kết luận, tôi chấm dứt bằng một câu xúc tích của chồng tôi khi anh đặt chân xuống đất Na Uy. Chúng tôi vẫn sống, hy vọng của chúng tôi đã đạt được. Tôi đã có vợ con quanh tôi, hạnh phúc tôi tràn đầy. Từ nay các con tôi được bảo đảm tương lai trên một đất nước cao đẹp, tự do như Na Uy mà chúng tôi coi là miền đất hứa.